Sáng ngày hôm nay khi tôi gặp một số anh ở 72, họ cũng chúc mừng năm mới tôi, và đầu tiên tưởng là họ đùa, nhưng mà họ nói thực, tức là họ cảm thấy vui về cái sự kiện này. Tôi nghĩ là tôi hỏi họ tại sao lại vui, trong khi tôi hơi buồn. Tôi đã chuẩn bị khá nhiều cho chuyến đi này và thực sự ra là đầu tư khá nhiều công sức nhưng mà lại không đi được. Họ nói đây là của trời cho, và họ cũng như tôi, họ đã dự kiến lần trước có 1% đi được, còn 99% là không đi được, sẽ bị ngăn chặn. Nhưng mà họ cảm thấy đây là trời cho, và đó là một món quà của nhà nước vì đã ngăn chặn tôi. Và món quà này lại xảy ra sát ngày kiểm điểm các nhân quyền quốc tế đối với Việt Nam, UPA, và đó là một bằng chứng mà theo họ là không thể khá hơn để các vị khách quốc tế nhìn ra chân bản vị của nhân quyền Việt Nam là như thế nào. Còn đối với tôi thì mọi chuyện đơn giản thôi, có nghĩa là không đi được thì đành phải ở nhà, không còn được bao nào khác. Nhưng mà vấn đề như là những người khác họ phân tích thì có lẽ là cũng không đến nỗi quá tồi tệ đối với tương lai của cá nhân tôi nói riêng và tương lai của nền dân chủ Việt Nam, chung vì mọi thứ cũng đang dần dần mở ra vấn đề của một cá nhân, nhưng cái chung nó có thể là quyết định. Và tôi dự kiến sắp tới thì vẫn tiếp tục viết thôi, và sẽ cố gắng làm sao nếu không có thể nói ở ngoài quốc tế thì vẫn duy trì cái mạch nói, nhịp độ nói ở trong nước. Thế tuy nhiên thì không biết là ông có tiến hành một cái khiếu nại gì hay không về cái sự việc này ạ? Tôi đã nói trước đây với Đại sứ quán Mỹ trong cuộc gặp ở Hà Nội khi tôi là xin visa của Đại sứ quán Thụy Sĩ rằng trong trường hợp bị ngăn thì chắc chắn là tôi sẽ có khiếu nại, vì tôi thấy đây là một điều quá đáng. Và chắc chắn là tôi sẽ khiếu nại tới Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời sẽ thông tin rộng rãi và sâu sắc tới các tổ chức nhân quyền quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay tôi đã hoàn thành bức thư gửi cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và một số tổ chức nhân quyền quốc tế về vấn đề của tôi, vụ việc ngày hôm qua. Và tôi cho rằng vụ việc của tôi tất nhiên cũng chỉ là một cá nhân nằm trong nhiều cá nhân hiện nay đang bị cấm xuất cảnh một cách vô lý. Chúng tôi có gặp một số bạn bè ngày hôm qua, có đưa tiễn ra sân bay và sau đó trở về nhà tôi, và họ lên một cái danh sách thống kê ngay lập tức. Có khoảng gần 40 người hiện nay liên quan tới vấn đề chính trị và bất đồng chính kiến bị cấm xuất cảnh ở Việt Nam. Và theo những thông tin mà trong giới dân chủ và hoạt động nhân quyền cung cấp, tôi có nghe được, thì dường như hiện nay có tồn tại một cái danh sách ở các cơ quan an ninh lên tới khoảng 2.000 người bị cấm xuất cảnh. Cái danh sách mà ông nói ra là tới cả vài ngàn người như vậy, thì tại sao họ lại quan ngại như thế? Và đặc biệt là trước kiểm định ở định kỳ phổ quát UPR đấy, thì không biết là họ có nhận thức được cái tầm quan trọng của cái sự kiện này không, mà họ lại có thể là có những cái động thái cấm một cách như thế? Quan ngại là một thói quen mãn tính và lâu năm khó sửa của những cơ quan ở Việt Nam, cơ quan quản lý chức năng ở Việt Nam. Họ luôn luôn quan ngại, và trên quan ngại họ còn e sợ nhiều vấn đề. Và cũng như là chúng ta đã từng bàn, dư luận cũng đã từng biết, và kể cả dư luận quốc tế sau này cũng biết rằng nhà nước Việt Nam nhìn nhiều nơi và thậm chí là khắp nơi đều thấy những lực lượng thù địch. Và có những người họ nói thẳng là có những cơ quan an ninh trong một số trường hợp, một số tình huống nào đó, họ độ tưởng tượng của họ là phong phú quá, họ luôn luôn tưởng tượng ra những thế lực thù địch đứng phía sau là sự ẩn giấu nào đó, và họ tưởng tượng ra những kịch bản và đồng thời đạo diễn những kịch bản đó để có thể theo dõi, quan sát và cần thiết thì thi hành một chiến dịch trấn áp. Vấn đề của tôi có lẽ là cũng lọt thỏm ở trong cái rừng luật như vậy, có nghĩa là cơ quan an ninh đã nói cho tôi sơ bộ về việc ở Thụy Sĩ có diễn ra cái hội thảo như vậy về kinh tế, nhưng đứng phía sau đó có thể là những thế lực thù địch. Vào tháng 8 năm trước, tại một cuộc hội thảo về cải cách kinh tế ở Singapore, tôi dự kiến đi, thì họ cũng đã nói với tôi như vậy, rằng có những thế lực và có những mối quan hệ không tốt và tôi có thể bị lợi dụng. Và người ta cũng nói rằng kỳ này nếu tôi đi là Thụy Sĩ thì tôi cũng có thể bị lợi dụng. Nhưng mà chỉ có điều rằng những lý do mà phía cơ quan an ninh đưa ra là rất kém thuyết phục. Tại vì thực sự ra là điều đó, việc ngăn chặn đối với những cá nhân xuất cảnh như tôi không phù hợp với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia vào ký kết vào năm 1982. Và những lý do mà họ đưa ra về pháp luật xuất nhập cảnh cũng không phù hợp nữa.
trong biên bản làm việc với tôi đưa ra một lý do là tôi thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có hai vấn đề mà tôi cần phải nói rõ, và tôi cũng nói thay cho một số người bị ngăn chặn xuất cảnh như tôi luôn, là tôi chưa hề vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi đang ở trong tình trạng hoàn trong sạch, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là đã không có một thông báo bằng miệng hay bằng giấy tờ nào của công an thành phố Hồ Chí Minh đối với tôi về việc tôi là đối tượng nằm trong danh sách chưa được xuất cảnh hoặc bị cấm xuất cảnh. Và cứ thế là tôi là một công dân, một cá nhân mua vé tôi ra sân bay thì lúc đó người ta chặn tôi. Như vậy đó là một sự vô lý, và tôi cho đó là một sự ngăn chặn từ không hợp lý tới bất hợp pháp. Do đó là lý do tôi phải viết lại tới Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an để xem lại vấn đề này. Thứ hai nữa là cần phải nói là có một động thái mà tôi cũng có biết được và có những buồn, có lẽ là khả tín cho tôi biết, là việc ngăn chặn đối với tôi kỳ này có thể không thuần túy xuất phát từ e sợ nhân quyền, e ngại hoặc e sợ nhân quyền, mà còn liên quan tới có thể là những động thái ẩn ngầm nào đó trong nội bộ. Tại vì dường như là việc quyết định ngăn tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ được quyết định vào những giờ chót mà thôi. Theo những người quan sát xung quanh, họ đánh giá là như vậy. Còn trước đó thì tôi cũng nghe thông tin là có một khả năng là Trung ương, nhà nước chấp thuận cho tôi có thể đi. Tôi cũng có biết là ở Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn theo lời mời của một tổ chức của Na Uy đã được cơ quan A83 về an ninh tư tưởng văn hóa và của Bộ Công an thuận cho đi. Và có lẽ là một cách khá dễ dàng. Như vậy, tại sao đi với tư cách một học giả, một người nghiên cứu và một diễn giả bình thường trong một hội thảo học bình thường của quốc tế, tại sao lại ngăn cản tôi trong khi tôi không hề vi phạm gì cả? Đó, cần phải đặt ra vấn đề. Như vậy, ngoài cái lý do e sợ, e ngại về nhân quyền và những điều mà người ta nghĩ là tôi có thể nguy hiểm đối với nền chính trị Việt Nam, chính thể Việt Nam, liệu còn lý do nào khác hay không? Hay như lời đồn đoán của một số dư luận và càng ngày càng rộng rãi về sau này, có một lực lượng ở trong nội bộ không muốn gần gũi hơn với phương Tây, và thậm chí không muốn Nam tiếp xúc tiếp cận với Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, và thậm chí là trong một số trường hợp nào đó họ có thể tạo ra cái lực lượng đó để tạo ra những tình huống nào đó mà có thể gây ảnh hưởng đối với dư luận trong nước và quốc tế và sự phản ứng của giới dân chủ quốc tế.